Đây là trang trại nuôi gà của hộ kinh doanh Vựa Gà Long Khánh ở xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh. Điểm đặc biệt ở trang trại này nằm ở thức ăn. Nhìn bề ngoài thì cũng không khác mấy so với thức ăn chăn nuôi thông thường. Nhưng theo chủ trang trại, ngoài thành phần cơ bản như bột bắp, cám gạo, thì thức ăn cho gà được trộn hỗn hợp có thành phần từ thảo dược, hạn chế sử dụng kháng sinh. Thảo dược ở đây là sản phẩm dạng bột được nhập khẩu từ Thụy Sĩ với các thành phần như xuyên tâm liên, cỏ xước hay tử đinh hương. Có tác dụng giúp vật nuôi tăng khả năng hấp thụ và chuyển hóa, phát triển hệ thống miễn dịch một cách tự nhiên, an toàn. Kết quả là gà xuất chuồng được chứng nhận không có dư lượng kháng sinh. Thịt gà được đánh giá là thơm ngon hơn nuôi theo phương pháp thông thường. Con gà tre ở đây thì đặc biệt là thơm ngon. Nó xương nhỏ, ăn nó dai, nó ngọt thịt. Đặc biệt là nuôi gà thảo dược nữa thì bây giờ cái mức độ người ta an toàn thực phẩm, người ta chuộng cái gà thảo dược nhiều hơn. Cho nên là cái mô hình gà thảo dược của trại Vựa Gà Long Khánh này là rất là được chuộng ở khu vực ở đây. Nuôi gà thảo dược là hành trình gần 10 năm của anh Tránh, vốn tốt nghiệp kỹ sư Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Học kỹ sư nhưng ra trường, anh vừa làm công việc chuyên môn, vừa tìm hiểu về nghề truyền thống của gia đình là chăn nuôi gà thịt. Sau nhiều năm tìm hiểu, học hỏi các mô hình hay, gia đình anh Tránh dần chuyển hướng nuôi gà với thức ăn có thành phần dược liệu. Nó khác nhau ở chỗ là mình sẽ hạn chế sử dụng kháng sinh nhiều hơn và đảm bảo đúng cái quy trình mà cái thực phẩm khi mà mình đưa tới tay người tiêu dùng á, lúc mà xuất bán thì nó sẽ không tồn dư, đủ chuẩn để mà đó. Hiện tại thì tụi em sẽ cam kết về cái vấn đề đó và cũng có đưa để đi xét nghiệm. Trong nỗ lực xây dựng quy trình khép kín, trang trại còn sản xuất con giống với khoảng 40.000 gà bố mẹ, cho ra từ 200 đến 250.000 gà giống mỗi tháng. Ngoài gà tre thì trang trại đang mở rộng với con gà ác. Không dừng lại ở quy mô trang trại gia đình, anh Tránh cho biết đã liên kết được với 18 trang trại trong vùng với điều kiện phải áp dụng đúng quy trình chuẩn của nuôi gà thảo dược. Từ thử nghiệm ban đầu và từng bước điều chỉnh, đến nay tổng đàn trong chuỗi liên kết đã tăng lên khoảng 400.000 con. Trung bình mỗi ngày gà tre thảo dược Long Khánh xuất bán khoảng 3.000 con. Cái chuỗi liên kết như thế này á, là mình sẽ làm theo cái mô hình gọi là khép kín, nghĩa là con giống, thuốc, cám, rồi đầu ra được ổn định. Nó không phải mình không phải là sợ về cái mình nuôi lớn mà cái đầu ra nó khó khăn. Nếu mà tương lai nó thị trường nó ổn định thì mình sẽ tiếp tục mở thêm trại. Mục tiêu của em về lâu dài thì vẫn là tạo ra những chuỗi liên kết chặt chẽ về con giống, quy trình chăn nuôi để kiểm soát chất lượng đầu ra và xây dựng được cái hệ thống đầu ra để đảm bảo được cái nguồn thu nhập cho bà con chăn nuôi. Và số lượng hiện tại em đang đặt cho con cột mốc cho mình đó là sản xuất khoảng được 500.000 gà giống mỗi tháng và tổng đàn gà thịt lên khoảng tầm 2 triệu. Hiện sản phẩm gà tre nuôi thảo dược ở Long Khánh đã được chứng nhận OCOP 3 sao. Giá ổn định ở mức từ 100 đến 120.000 đồng 1 kg, trong khi chi phí thì không chênh lệch nhiều so với phương pháp nuôi truyền thống. Và gà tre nuôi thảo dược ở Long Khánh đang được tiêu thụ ở nhiều kênh, từ thương lái truyền thống tới các sàn thương mại điện tử. Theo chủ cơ sở, đã có một số chuỗi siêu thị lớn đang đặt vấn đề về kết nối tiêu thụ.